khẩu súng phản chủ đáng sợ nhất chiến tranh thế giới thứ nhất. Ra đời đầu thế kỷ 20 và được nhận vào biên chế chính thức của quân đội Canada từ năm 1905. Phải khẳng định, Ross là thiết kế súng trường rất tốt, nó có độ chính xác cực cao. Tuy nhiên, một lỗi trong thiết kế đã biến sự kỳ vọng thành nỗi ám ảnh với mỗi binh lính khi được phát khẩu Ross. Đó là thiết kế lỗi cơ chế nắp hộp khóa nòng không kín. Toàn bộ các bộ phận khóa nòng và dây chứa khóa nòng đều được đặt lộ thiên bên ngoài thân súng mà không có che đậy bảo vệ. Chính điều này đã khiến súng trường Ross không chịu được bụi bẩn, hoàn toàn không phù hợp với kiểu chiến tranh chiến hào trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Tới năm 1918, sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất, quân đội Canada đã chính thức loại biên hoàn toàn khẩu súng đỏng đảnh này.